Tổng thống Ukraine Zelensky ngày hôm qua đã ký xác lệnh gia hạn tình trạng thiết quân luật ở Ukraine trong bối cảnh chiến sự đã bước sang tuần thứ tư. Tình trạng thiết quân luật sẽ được kéo dài thêm 30 ngày, bắt đầu từ ngày 26 tháng 3. Quy định thiết quân luật cho phép quân đội Ukraine ban hành lệnh giới nghiêm, lập trạm kiểm soát quân sự và hạn chế quyền tự do đi lại của công dân, người nước ngoài cũng như là các phương tiện. Cũng ngày hôm qua, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời cho rằng đàm phán là cách duy nhất để chấm dứt xung đột. Theo ông Zelensky, hai nhà lãnh đạo Ukraine và Nga là những người đóng vai trò quan trọng để đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến tranh. Đã bước sang tuần thứ tư. Ông Zelensky cũng đánh tín hiệu sẽ đưa ra những lần danh đỏ về vấn đề toàn vẹn lãnh thổ, trong đó có hai vùng đòi độc lập ở miền Đông.